trôi vầng trăng xưa còn soi sao không thấy anh về thăm anh câu hát lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu giờ anh núi rừng ngàn xa dài tình quê hương còn say anh nhớ về cho ấm lại anh chẳng thể. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đại, model là Kenwood SC3MD. Dàn này chức năng chính là CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn là tần số 90 nha. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi AUX2 đầu Avera 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đây là ngõ AUX. Khi các anh chuyển đủ 100% thì em sẽ tặng cho mình một nhẫn dây kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hai đầu Avera 3.5 về mình kết nối với thiết bị ngoại vi mình sử dụng. Còn nếu mà các anh không chuyển đủ thì vui lòng chuyển cọc cho em 300.000. Nhưng em sẽ không tặng nhẫn dây kết nối điện thoại cho mình nha. Số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ và khi các anh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Ngoài ra âm ly còn hỗ trợ ngõ xích để mình kết nối xích điện rời tăng dậy âm trầm. Công suất của âm ly là 70W, công suất tương đối khá lớn để mình sử dụng cho phòng 25m². Công suất của loa là 60W trên cặp loa. Chiều cao của loa là 25cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 25m², hàng nội địa Nhật nguyên bản, nguyên zin. Đây là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện 100V. Nếu mà nhà mình có ổn áp thì mình có thể lấy nguồn 100-110V từ ổn áp ra sử dụng cho bộ dàn. Còn không thì có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em. Bên em có bán đổi nguồn giá là 200.000. Bát của lo tương đối khá lớn 12cm. Trép là trép đơm. Bây giờ mình cùng nghe nhạc thêm một đoạn nhỏ nữa rồi em sẽ test MD cho các anh tham khảo. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo cầu. Các anh thích ca sĩ còn thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ đem chép MD cho các anh nha. Em có hay chăng riêng lòng tôi nhớ thương bây giờ em sẽ lấy đĩa CD ra, mình cùng nghe nhạc test qua chức năng đĩa MD của Nhật nha. Zile zile, zile zile, eu alerg chiar mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun man. Mình sẽ chỉnh được chế độ low bass để nghe nhạc vàng hoặc chế độ hit bass để mình nghe nhạc sôi động, nhạc trẻ, tăng độ bass sâu, bass lực. Thì hiện tại em đang test nhạc trẻ, em chọn chế độ là tăng bass. Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm ra từ lệ men mi phần hồng nhan kém duyên em đi ngang đời anh như gió bay qua trời đưa đôi tay nhưng không thể với lấy vì đành thôi nhìn theo người đi khi đã xa mặt rồi chỉ còn anh với những mong mơ lần I'm not saying